Chương 19. Bây giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-su và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đưa một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn, họ đến gần và nói với Ngài rằng, lạy vua dân Giu-đa, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa và nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy, Đức Chúa Giê-su đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều. Và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật chiếu luật, đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-su rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-su không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát tìm cách để tha Ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Cê-sa, vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Cê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giê-su ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Vả, bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Cê-sa mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-su vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-su ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng, Giê-su người Na-sa-rét là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng, xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng người nói, ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng, lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy, họ nói với nhau rằng, đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm ai chúng nấy được. Ấy để cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, chúng đã chia áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-su, có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cô-li-ô-ba và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-su thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng,
Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng, ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được chọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo tại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng. Bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đánh người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy. Hầu cho các ngươi cũng tin, vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph, người Arimathê, là môn đồ của Chúa Giêsu một cách kín dấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược, hòa với lư hội. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần.